Chào tất cả các bạn, và hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tổng hợp cấu trúc pháp GLPT N3 và N2. Ngày hôm nay chúng ta đi đến bài số 41 cho đến số 50. Quả là rất là nhanh phải không mọi người? Đã 5 ngày và 50 cấu trúc pháp chúng ta được có. Và chúng ta thấy là chúng ta chỉ cần tích tụ một chút thôi, mỗi ngày tích tụ 10 cấu trúc pháp là 5 ngày được 50 cấu trúc pháp, 30 ngày là được 300 cấu trúc pháp. Cái vấn đề nó không phải là khó hay không, mà vấn đề là chúng ta có học hay là không, đúng không mọi người? Và điều quan trọng của chúng ta là phải ôn tập lại từ 1 cho đến 40 mọi nhá. Chứ không chúng ta đến 300 cấu trúc pháp chúng ta lại chỉ nhớ được từ số 290 cho đến số 300 thì không được đâu, được chưa? Rồi, và ngày nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cấu trúc pháp từ số 41 cho đến số 50. Rồi, và cấu trúc pháp số 41 của chúng ta có trong ngày hôm nay, nó chính là danh từ darake. Đó, darake nghe rất là giống tiếng Hàn đúng không mọi người? Danh từ darake. Tuy nhiên, như darake là một cấu trúc pháp của tiếng Nhật, nó rất là phổ biến ở trong N3 và N2, và nó rất là hay xuất hiện ở trong đề thi. Chúng ta cần thiết phải chú ý hộ sensei rằng darake nó là toàn là danh từ. Nó, chúng ta có danh từ bakari cũng là toàn là danh từ. Nhưng mà danh từ bakari nó thường mang ý nghĩa là chỉ làm toàn là hành động danh từ mà thôi. Còn danh từ darake thì nó mang tính chất là thể hiện là số lượng, cái này là nhiều. Bây giờ chúng ta nhìn này. Ở đây kanojo no heya ni wa asobi ni ittara heya wa gomi darake deshita. Là khi mà đến nhà của cô ấy chơi thì nhà của cô ấy toàn rác là rác. Khi mà chúng ta thấy một cái gì đó toàn là danh từ, lúc đấy chúng ta sử dụng là danh từ darake. Thế mọi người sẽ hỏi là sensei, toàn tiền là tiền có được nói hay không? Chúng ta không sử dụng là từ darake với nghĩa là toàn tiền là tiền. Với em nhớ là những ý nghĩa tích cực thì darake nó không đi, nó chỉ đi với những nghĩa mang tính chất thiện sự tiêu cực, danh từ darake mà thôi. Và những cái từ nào nó thường hay đi, chúng ta hãy nhớ hộ sensei rằng danh từ darake nó thường đi thẳng từ gomi darake là toàn rác là rác, anochi darake là toàn máu là máu, kizu darake toàn vết xước là vết xước, đó, machigai darake toàn là lỗi sai, hay là từ suna darake toàn cát là cát. Thế chúng ta cần thiết phải chú ý hộ sẽ rằng darake nó là toàn là danh từ, nhưng nó đi với những nghĩa mang tính chất thể sự tiêu cực. Và có những nghĩa nào? Đây là những nghĩa nó phổ biến. Và thực ra ấy, bản thân của sensei toàn học thuộc những cái thằng này, vào đi thi cứ nhìn thấy là từ chi darake hay là từ gomi darake phát là bắt đầu tương ngay darake vào, và không cần thiết phải suy nghĩ quá nhiều. Bọn em cần thiết phải chú ý ở sensei thế nhá. Nào, nhắc lại một lần nữa nào, darake toàn là danh từ, nhưng mà toàn là những cái thứ nó tiêu cực, ví dụ như là rác này, cát này, máu này, vết xước này, lỗi sai này, và có một từ miss là lỗi, đó người ta cũng hay sử dụng. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cấu trúc pháp tiếp theo, nó là từ danh từ dearu kanoyoni. Chúng ta có thể bỏ thằng từ dearu này đi cũng được, và chúng ta thêm vào cũng không sao, chúng ta có thể nói là danh từ kanoyoni cũng không sao. Và bây giờ chúng ta dịch nghĩa nó là gì? Giống hệt như là. Thế đây chúng ta thấy nào, giống hệt như là bản chất nó không phải là vậy, nhưng nó giống y xì luôn, lúc đấy chúng ta sử dụng là từ giống hệt như là danh từ kanoyoni. Bây giờ em nhìn lên, あの人はまるで本当の家族であるかのように私に優しかった。Là người kia thì đối xử với tôi một cách là thân thiện. Thân thiện giống hệt như là một người trong gia đình thực sự vậy. Ở đây có phải là người trong gia đình mình không? Không. Nhưng người ta nhân cách hóa lên bảo là giống hệt như là người trong gia đình. Thì lúc đấy chúng ta hãy sử dụng là từ dearu kanoyoni. Và em nhớ xem là chúng nó có cấu trúc ngữ pháp yona và yoni. Nó mang tính chất là giống như là, nó thể hiện sự gì đây? So sánh ví von. Đó. Tuy nhiên nhưng mà ở đây nó là dearu kanoyoni. Nó thể là giống hệt như là như thế nào đó. いいですか? Giờ đây là tiếp theo. Tiếp theo chúng ta đến với cấu trúc pháp là từ nimo kakawarazu. Nimo kakarawazu là cấu trúc pháp nó thể hiện là mặc dù là. Dạ, mặc dù là. Mặc dù là như thế nào? Bây giờ chúng ta xem nào. Ano suido koji no hito tachi wa aku tenko ni mo kakawarazu ano sagyo tsuzukete iru. Là mặc dù là. Ở đây chúng ta có chủ ngữ chưa nhá? Chủ ngữ là những cái người đang làm cái đường ống nước kia. Thì mặc dù là cái thời tiết nó đang diễn ra rất là xấu, nhưng mà người ta vẫn tiếp tục công việc. Ở đây
Cái thằng từ Nimo Kakawara dự này nó hiện là sự bất chấp mọi hoàn cảnh. Chúng ta hãy hiểu nó mang nghĩa là Kankenai. Kankenai là không quan tâm, không bận tâm đến những cái gì ở về trước, về sau vẫn được diễn ra một cách là bình thường. Nó chính là từ Nimo Kakawara dự. Ở đây chúng ta là chú ý câu thể hiện cảm giác bất ngờ đối với hành động về sau và không bị ảnh hưởng bởi tác động của về trước. Tức là chúng ta rất là bất ngờ cái việc là nếu đã thời tiết xấu này, nắng nóng gay gắt như này thì tốt nhất là không làm nữa. Tuy nhiên nhưng mà chúng ta vẫn bất ngờ bởi việc là những cái gì diễn ra về sau là công việc nó dẫn ra tiếp tục, nó không bị ảnh hưởng bởi về trước là do dù thời tiết xấu. Rồi và tiếp theo là chúng ta cấu trúc ngữ pháp là yore wa nai ka. Yore wa nai ka là một cấu trúc ngữ pháp rất là hay của N2. Chúng ta có đây là cấu trúc cuối cùng trong Shinkansen N2 bài số 26. Nó là hãy cùng nhau. Hãy cùng nhau nó là gì? Ví dụ như là hãy cùng nhau đòi hàng phí thôi, hay là hãy cùng nhau biểu tình, hay là chúng ta hãy cùng nhau đứng lên để xây dựng một đế chế mới, chúng ta hãy cùng nhau để xây dựng một công ty mới tốt đẹp hơn đó, hay chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để đỗ được GPT N3 và N2. Lúc đấy chúng ta hãy nhớ rằng Yode wa nai ka là cấu trúc pháp chúng ta kêu gọi tất cả mọi người hãy cùng nhau làm một hành động gì đó. Và chúng ta ví dụ là Nihongo minitsukeru tame ni ganbaru de wa nai ka, là để có được tiếng Nhật, để chúng ta có được tiếng Nhật một cách giỏi hơn thì chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé. Thì bọn em cần thiết chú ý hộ trên đây là cấu trúc pháp rất là hay nhưng nó có sự hạn chế. Đây là cấu trúc pháp thường người dùng là nam giới này, lớn tuổi này và những người có chức quyền như là chính trị gia, giám đốc khi kêu gọi số đông đó, và không dùng trong đời sống hàng ngày. Nếu mà chúng ta dùng trong đời sống hàng ngày, chúng ta sử dụng là từ masoka đó, gambarimasoka. Còn đối với những người đứng trên, người ở địa vị trên đó, người ta mà kêu gọi người dưới thì lúc đấy chúng ta phải sử dụng cấu trúc pháp từ yode wa nai ka, chứ chúng ta ở người dưới chúng ta không được kêu gọi giám đốc chúng ta hãy cùng nhau làm gì đó đâu nhá. Nếu mà đời sống thường ngày chúng ta hãy cứ sử dụng cấu trúc pháp là masoka itesuka. Rồi và tiếp theo nào, chúng ta đến với cấu trúc pháp rất là cơ bản, tiếp theo là từ vt, cử t và đ. Xin đảm bảo là không có quá là nhiều bạn nhớ được cấu trúc pháp này. Và em cần thiết chú ý đầu tiên là cấu trúc pháp này. Đầu tiên động từ chia sẻ t, tính từ đi bỏ y cộng cử t, và tính từ đôi na bỏ na và thêm đệ. Nó mang nghĩa là vì, và vì của nó có 3 vì. Vì thế nào đó nên là tôi có cảm xúc, và vì thế nào đó nên là đằng sau là động từ thể khả năng, và vì thế nào đó đằng sau nó là một cái quá khứ đã diễn ra. Và để giải thích cho cái này thì bọn em nhìn hộ xem 3 ví dụ dưới đây. Đầu tiên ấy, là inuga shinde totemo sabishikatta desu. Ok, ở đây chúng ta dịch nghĩa là vì con chó nó bị chết, thế nên là tôi đã rất là buồn. Ở đây chúng ta nhìn là vì như nào đó, thế nên đằng sau có cảm xúc, thì lúc đấy chúng ta phải sử dụng là động từ chia về thể tệ. Ano shinimasu chia thể tệ là từ shinde, vì như nào đó nên đằng sau tôi có cảm xúc. Ví dụ như là kyuryo ga moratte totemo ureshikatta desu. Đó là vì tôi đã nhận được tiền lương, thế nên tôi rất là vui. Cứ vế đằng sau nó thể hiện là cảm xúc thì lúc đấy chúng ta hãy sử dụng là đệ. Đơn giản thôi, động từ chỉ cần chia về thể tệ nó đã thành từ vì rồi. Ví dụ bây giờ chúng ta là hisashiburi koito ni atte hontou ni shiawase desu. Đó là vì rất là lâu rồi tôi mới được gặp người yêu tôi, thế nên ấy, là tôi rất là vui mừng, tôi rất là hạnh phúc. Thì vế đằng sau nó là vui mừng, là hạnh phúc, nó chỉ cảm xúc. Thế nên nếu mà vế sau nó là chỉ cảm xúc, vì thế nào đó nên tôi có cảm xúc như nào đó, động từ và tính từ danh từ chúng ta chỉ cần chia về thể t, nó là xong. Itesuka. Và là số 2 là nó mang tính chất là vì đằng sau nó là khả năng. Thì chúng ta nhìn đây, onaka ga itakute nani mo taberaremasen. Đó, ở đây nhìn này, vì tôi bị đau bụng thế nên là tôi không thể ăn được gì cả. Đằng sau đây từ taberaremasen nó là động từ thể khả năng, thế nên ấy, cũng vì một nguyên nhân nào đó mà đằng sau nó là động từ thể khả năng, chúng ta hãy chia vào thể tệ, được chưa? Tính từ itui, itai là đau, chia sang thể tệ là itakute, đúng không nào? Số 3 là nó là vì thế nào đó nên vế đằng sau nó là chỉ quá khứ. Nhìn thấy nhá, đến xa naka naka konakute, chúng ta từ konai là không đến, chuyển sang thể tệ là konakute, là vì tàu điện ấy mãi nó không đến, thế là chikoku shite shimatta, nên tôi đã dẫn đến một cái kết quả trong quá khứ là đã bị chậm và đã bị muộn. Thế nên ấy, chúng ta cứ có một cái kết quả nào đó nó được hình thành ở trong quá khứ vì một nguyên nhân nào đó, chúng ta hãy sử dụng là vì, động từ chia sẻ t, cử t và đệ.
Và chúng ta cần thiết phải chú ý hiểu sen se rằng người Nhật người ta sử dụng rất là nhiều các cấu trúc ngữ pháp này. Không ai nói là từ inu ga shinimashita kara watashi wa totemo sabishikatta desu. Không bao giờ người ta nói thế. Người ta nói là inu ga shinde kanashikatta desu. Hoặc là sabishikatta desu. Hoặc là koito ni atte ureshi. Đó, ii desu ka? Hoặc là takusan okane ga moratte hontou ni shiawase desu. Bọn em hiểu nhá. Người ta sử dụng là thằng từ te này rất là nhiều. Dạ, và tiếp theo là chúng ta đến với cấu trúc pháp tiếp theo là từ eru. Chúng ta cần thiết phải chú ý hộ xem xét là eru nó chính là có thể xảy ra. Ví dụ như là mọi người có tin rằng là một ngày nào đó trái đất sẽ đến một cái ngày tận thế hay không? Thì lúc đấy em nói là điều đó có thể xảy ra. Thì lúc đấy chúng ta sử dụng là thằng từ eru. Ví dụ ở đây chúng ta có là koyujuko wa nihon demo no okori eru to omoimasu. Đó là cái sự cố, cái tai nạn này thì tôi nghĩ rằng là nó cũng có thể xảy ra ở Nhật Bản. Thế nên chúng ta có eru, nó là có thể. Bây giờ nhớ nhá, là có thể, nó giống như thằng từ đề kia đấy, là có khả năng sẽ có thể xảy ra. Lúc đấy người ta sẽ dùng là từ okori eru. Rồi, và chúng ta cần thiết phải chú ý là thường đi kèm chủ yếu với những cái động từ nhất định như sau. Tức là nó không phải đi quá nhiều, nó thường đi với những động từ kèm theo kiểu nhất định. Chính vì nó có cái kiểu là đi kèm những động từ nhất định này, thế nên chúng ta chỉ cần học thuộc những cái này thôi là đi thi cái tỷ lệ xác suất của chúng ta trúng tủ rất là nhiều. Ví dụ như là chúng ta từ ari eru, ari là có, eru là xảy ra, thì ari eru là có thể có, đó, có thể có. Và chúng ta okori eru, okori là xảy ra, eru là có thể xảy ra. Còn shinji eru, shinji là sự tin tưởng, đó, eru là có thể, tức là có thể tin tưởng được. Nari eru, nari là hình thành cái gì đó, tức có thể trở nên và có thể trở thành. Lúc đấy người ta cũng sử dụng là từ eru. Thế nên eru là cấu trúc pháp của JLPT N2. Chúng ta không bao giờ được quên nó. Eru là có thể xảy ra, được chưa? Và tiếp theo là chúng ta trái ngược thẳng từ N2, nó là không thể xảy ra. Giữ lại một cái ví dụ vừa nãy, bọn em có tin là trái đất sẽ đến ngày diệt vong hay không? Thì bảo đó là điều em nghĩ là không thể xảy ra, tức là không có khả năng xảy ra điều đó. Thì lúc đấy chúng ta sẽ sử dụng là từ enai. Ở đây ví dụ là ano futari wa tsukiatteru, là hai người kia đang yêu nhau Đó. Sore wa ari enai yo, là đó là chuyện là không thể nào có được. Chúng ta có enai là không thể xảy ra, còn arimasu là có, là không thể có được cái chuyện đó. Được chưa? Chúng ta ari enai là không thể này, ari là có này, thì không thể có, đó là chuyện không thể có được, tức là tôi không thể nghĩ được đó lại có cả khả năng để xảy ra chuyện đó. Thì lúc đấy chúng ta sẽ sử dụng từ ari enai. Và ari enai là cấu trúc ngữ pháp nó rất là hay sử dụng, chúng ta cần thiết phải chú ý hộ sân xe nhau. Rồi, và tiếp theo là chúng ta có cấu trúc pháp tiếp theo là động từ thể mas, bỏ mas đi cộng với kaneru. Đây là một cấu trúc pháp rất là hay, chúng ta cần thiết phải chú ý. Nó là Dekinai. Tại sao sẽ lại phải cho bọn em Dekinai vào thì tí nữa sẽ bật mí. Bọn em chỉ cần hiểu là Dekinai nó là không thể. Đó, không thể. Bọn em cần thiết phải phân biệt được sensei nhá. Kaneru nó là động từ thể khẳng định, nhưng mà nghĩa của nó lại là thể phủ định. Đúng không? Là kaneru bằng Dekinai. Đó, bây giờ chúng ta nhìn ví dụ này. Zannen nagara go te an ni wa sansei shikaremasu. Là rất là tiếc nhưng tôi vẫn phải nói là sao? Là sanse là đồng tình, đồng ý, đó. Còn dekinai là không thể, là tôi không thể đồng tình và đồng ý với lại cái đề án đó được. Tại vì sao? Ở đây là câu mang thể khẳng định nhưng nghĩa nó lại là phủ định, bởi vì cái tinh tế của người Nhật là nếu mà nó là từ wata go te an ni sanse dekimasen thì người ta sẽ mang tính chất là sát thương và tổn thương đến người khác, người ta sẽ hạn chế cách sử dụng như thế. Thế nên thay vì nói là dekimasen thì người ta sẽ nói là từ kanemasu. Nó là khẳng định, nó sẽ không có sát thương một ai cả, nhưng lại mang nghĩa phủ định, là để người ta phải hiểu là kanemasu nó là dekinai, tức là tôi cũng không thể khẳng định. Nó sẽ giảm nhẹ được cái sự tổn thương cho người khác. Thế nên thay vì nói là dekinai thì người ta sẽ nói là từ kanemasu. Nó sẽ rất là hay, bây giờ cần thiết phải chú ý hộ sensei, được chưa? Đó, và chú ý đây là cách nói giảm và nói tránh. Và rất là nhiều bạn hỏi là thế vậy thì kaneru nó là bằng dekinai. Vậy chúng ta có ở vừa nãy chúng ta học này là enai nó cũng là dekinai. Vậy hai thằng này khác nhau gì? Bọn em cần thiết phải chú ý hộ sensei rằng enai nó là điều không thể xảy ra, tức là đó là điều không có khả năng xảy ra. Cái điều quan trọng đây nó là từ xảy ra của em nhá, là xảy ra, không có khả năng xảy ra, không thể xảy ra. Còn
Ở đây chúng ta có khả năng định nó là đề kỳ này, nhưng nó mang tính chất là khả năng. Đấy là động từ khả năng, là tôi có khả năng, tôi có thể làm điều gì đó. Tức là tôi không thể nào mà đồng tình được. Thì ở đây nó mang tính chất thể hiện là gì đây? Khả năng của một người để làm một cái hành động gì đó, chứ không phải là có khả năng xảy ra hay không có khả năng xảy ra. Điều quan trọng hai cấu trúc pháp khác nhau ở đấy là từ xảy ra. Giờ và tiếp theo là chúng ta có từ kanenai. Khác với lại vừa nãy chúng ta học kanenu bằng dekinai, nhưng ở đây chúng ta có từ kanenai nó lại bằng thành từ dekiru. Chúng ta ví dụ nào. Kare wa mainichi asonde iru. Kono mama de wa tsugi no shiken ni ochikanenai. Thế nên mà ý nghĩa là cái cô ấy hàng ngày nào cũng đều đằng sau đi chơi. Nếu mà cứ như này thì sẽ có thể khả năng là sẽ trượt trong kỳ thi. Ở đây là hai cái là nó mang nghĩa câu kết thúc bằng thể phủ định, nhưng nó mang nghĩa lại thể khẳng định. Khẳng định là sẽ gì? Sẽ bị trượt. Nếu mà bảo là cô ấy trượt thì nó sẽ lại sát thương theo cái đó. Nếu mà nói là không trượt nhưng mà nghĩa ngầm là gì? Mày sẽ trượt đấy. Nó hơi rắc rối một chút thôi, nhưng chúng ta chỉ cần hiểu được cái sự tinh tế trong cấu trúc pháp của Nhật Bản, lúc đấy chúng ta thấy nó rất là hay. Và từ bây giờ chúng ta nhớ xem nào. Kanenai bằng dekiru, còn kaneru bằng dekinai. Rồi và tiếp theo là chúng ta đến với cấu trúc pháp là từ shoganai. Shoganai là cấu trúc pháp ơi là vô cùng chịu không nổi. Đây là cấu trúc pháp rất rất là hay, chúng ta cần phải chú ý. Và ơi là vô cùng chịu không nổi như thế nào? Bây giờ các em nhìn nhá. Mushi ni sasareta tokoro ga kayukute, cho kayukute shoganai. Ở đây chúng ta từ shoganai là ơi là vô cùng. Ở đây chúng ta dịch nghĩa là tokoro là cái chỗ, cái chỗ mà bị con côn trùng ấy nó đốt. Thì tôi cảm thấy kayu là ngứa này, kayu là ngứa. Kayukute là nó shoganai là ngứa, ơi là ngứa, ngứa vô cùng, ngứa không chịu đựng nổi. Thế lúc đấy chúng ta sẽ dùng là từ shoganai, được chưa? Đây là cấu trúc pháp vô cùng là hay, nhưng bọn em cần thiết phải chú ý đằng trước nó là thể t một nhá, đằng trước nó phải t. Còn nếu mà đằng trước nó không chia thể t thì lúc đấy nó lại sang một cấu trúc ngữ pháp khác rồi, chúng ta sẽ xét ở trong một cái câu sau. Còn ở đây chúng ta phải nhớ là nó phải chia về thể t ở đằng sau, được chưa? Dù như là uầy nhìn đẹp, nhìn ví dụ như chúng ta rất là mê trai đẹp, chúng ta nhìn thấy da đẹp một chút uầy chỉ muốn làm sao chịu không nổi luôn, thì lúc đấy chúng ta sẽ dùng là từ shoganai. Hay là chúng ta đi trên xe khách chẳng hạn, mà xe khách đường dài mà mãi người ta không chịu dừng cho mình đi vệ sinh, cảm giác như mình buồn, buồn đến mức là buồn không chịu đựng nổi, thì lúc đấy chúng ta sẽ sử dụng là từ shoganai. Và chúng ta cần thiết phải đặc biệt chú ý ở sensei rằng là nó giống với cấu trúc pháp là shikata ga nai tamaranai. Tức là shoganai nó cũng có thể thay bằng từ shikata ga nai hoặc là từ tamaranai được đó. Và cách chia của nó là động từ chia về thể t, tính từ đuôi y bỏ y cộng cử t, và tính từ đuôi na bỏ na thêm d. Dù như chúng ta có là từ samui, samui là lạnh, chúng ta chỉ cần nói là samukute tamaranai hoặc là samukute shikata ga nai hoặc samukute shoganai là lạnh, ôi là lạnh, cảm giác như lạnh không thể chịu được, thì lúc đấy chúng ta hãy sử dụng là từ shoganai. Câu trúc pháp rất là hay đúng không mọi người? Đó, chúng ta hãy cần thiết phải chú ý hộ sensei nhá. Đó, đây là cấu trúc pháp rất rất là vô cùng mà xem rất là thích nó vì nó mang ý nghĩa rất là thuần đời sống. Thế nên chúng ta hãy cố gắng là sử dụng nó. Giờ và cái cấu trúc pháp là shoganai, đó là cấu trúc pháp cuối cùng trong các bài luyện tập từ số 41 cho đến số 50 của chúng ta ngày hôm nay. Và xin phải nhắc lại một lần nữa là chúng ta đã học 50 cấu trúc pháp, và điều quan trọng của chúng ta là hàng ngày chúng phải luyện tập lại cả 50 cấu trúc pháp này. Có cung mài sắt sẽ có ngày đến kim. Do vào bài học ngày nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình lần sau. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.